Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Diệu Huệ chia sẻ một cái món ăn chay rất là ngon. Đó là món kho thập cẩm chay. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ các nguyên liệu. Cà rốt, su hào, củ cải trắng, đậu que, nấm đông cô tươi, đậu hũ, dừa tươi, hành ba rô và hành lá, ớt trái. Gia vị nêm thì muối, bột nêm chay, nước mắm chay. Đơn giản, nhà cô chú anh chị và các bạn có gì thì nêm nấy. Bây giờ mình mời cô chú anh chị em và các bạn cùng đồng hành với mình món kho chay thập cẩm này nha. Trước tiên là mình đi sơ chế các nguyên liệu. Tất cả nguyên liệu Diệu Huệ đã sơ chế xong. Bây giờ thì mình bắt chảo lên mình chiên ha. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô. Dầu nóng rồi mình cho củ vô mình chiên. Củ quả này mình chỉ chiên cho nó hơi rám rám rồi mình gắp ra ha. Món chay mà mình làm đúng cách á, ăn nó rất là ngon. Bạn nào mà không có biết ăn chay á thì làm theo cách của Diệu Huệ ăn rất là bắt cơm ha. Món này mình kho để ăn cơm mấy ngày 14, ngày vía, ngày rằm rồi đó, rất là ngon luôn. Bây giờ nó vàng mình cắt ra ha. Mình gấp, mình bỏ vô cái vợt này cho nó ra dầu ha. Cà rốt mình cũng chiên sơ rồi, cà rốt hơi vàng rồi mình cũng vớt ra. Rồi mình cho vô đây ít hành để mình khử để mà mình chiên nấm đông cô. Nấm đông cô mình cũng chiên luôn, nhưng mà mình khử hành để cho cái nấm đông cô nó hết cái vị hắc. Để khử cho hết cái vị hắc của nấm đông cô thì dặn lửa lớn ha cô chú anh chị và các bạn, lớn hết quát luôn để cho nó bay cái mùi của nấm. Bây giờ thì mùi nấm rất là thơm, mình cũng tiếp tục vớt ra. Rồi đậu hũ mình cũng chiên luôn. Bây giờ thì đã được rồi nè, mình vớt ra luôn nè, mình chỉ chiên sơ thôi. Và đậu que là cuối cùng, mình cũng làm sơ rồi mình vớt ra. Mình trút dầu ra cái chén rồi mình dùng cái chảo này luôn ha. Mình cho hành ba rô vô đây mình phi thơm. Hành ba rô thơm rồi mình cho nước dừa vô đây mình nấu ha. Dừa tươi vừa hái trên cây xuống. Mình nêm 2 muỗng cà phê muối ha. Cho khoảng 1 ký nguyên liệu. 3 muỗng bột nêm chay. Cà phê á, muỗng cà phê ha. Nước mắm chay cũng vậy luôn, nước tương, đường phèn, dầu hào chay. Nhà cô chú anh chị và các bạn nào mà ở cái chỗ mà không có dầu hào chay thì mình bỏ qua cái bước này ha, mình nêm mắm muối bình thường được rồi, cũng ngon à. Rồi mình đã được chảo nước dùng rồi, bây giờ mình đi kho. Bây giờ mình bật bếp này lên mình kho ha. Bạn nào thích ăn cho đậm màu thì cho vô đây một xíu đường mình thắng màu ha. Mình ăn bữa nào mình thắng bữa đó, nói chung là Diệu Huệ chủ yếu là tự thắng màu ở nhà. Màu vàng đẹp rồi mình cho nước dùng vô đây. Rồi mình cho hết cái chảo nước dùng này luôn nha. Cô chú anh chị và các bạn thắng nước màu nhớ dặn lửa nhỏ để cháy khét, ăn bệnh á. Rồi Huệ cho nó tan nè. Đó, mình đã có cái nước dùng rất là ngon. Bây giờ mình cho cái nấm đông cô vô đây mình kho trước cho nó ra nước ngọt. Rồi mình cho củ cải đỏ vô luôn. Rồi tới củ su hào. Củ su hào mình cho trước củ cải trắng ha. Tại vì cái củ cải trắng nó rất là dễ chín. Mình kho khoảng 5 phút rồi mình cho tiếp tục củ cải trắng vô ha.
Xôi quá xá xôi quá xá thơm luôn. Rồi giờ mình cho luôn cái đậu hũ vô đây luôn. Ngày vía mà mình kho một nồi thập cẩm như thế này thì rất là tuyệt vời. Thơm quá. Cô chú anh chị và các bạn ơi, giờ này đói cái bụng nữa. Nghe mùi là đói bụng. Ăn như thế này thì làm sao mà thiếu chất được cô chú anh chị và các bạn. Và rất là ngon luôn ha. Quá tuyệt vời. Rồi bạn nào thích ăn ớt thì cho vô đây mấy trái ớt. Thơm quá cô chú ơi. Rồi bây giờ mình cho cái đậu que vô luôn ha. Mình cho cái đậu que vô thì mình cho luôn cái hành lá vô. Món ăn của mình nãy giờ mình cho đậu que vô mình nấu cũng được mấy phút rồi. Rồi mình nêm vô đây một ít tiêu. Rồi mình tắt bếp và mình múc ra dĩa ha. Bằng luôn. Rồi giờ mình múc ra dĩa. Giờ mình múc ra dĩa một dĩa ha. Rồi nè, món ăn của mình đã hoàn thành. Mình chan lên đây một miếng nước. Mình vừa nấu món ăn xong thì trời vừa đổ mưa xuống. Món này giờ mà ăn trời mưa thì rất là bắt cơm luôn. Trang trí lên cái cọng ngò. Rồi nè cô chú anh chị em và các bạn, món ăn của mình đã hoàn thành và rất là ngon luôn ha. Cô chú anh chị và các bạn thấy kênh mình có hữu ích và video này hay thì bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận video mới tiếp theo. Diệu Huệ chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây ha. Trời mưa rồi Diệu Huệ nói nữa cũng nghe được gì hết đó. Mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.